chuẩn bị nguồn tài chính xong á, thì bạn phải làm cái động tác thứ ba, bạn đừng vội, rất dễ thôi. Đầu tiên xác lập mục tiêu, em có mục tiêu nhỏ nhoi thôi, học kinh doanh là chính, lấy lợi nhuận. Bạn có một tí tiền từ tay bạn làm ra, bạn sướng lắm. Thứ hai là chuẩn bị tài chính nhỏ nhỏ thôi. Hai cách, tiết kiệm mà có, làm thêm mà có. Rồi, cách thứ ba, đó là chuẩn bị kiến thức đầu tư. Thế thì bạn phải đọc nó một tí. Ví dụ như là đầu tư tài chính, thì bạn phải có ý niệm về nó. Nếu đầu tư thương mại, bạn phải có truyền thống gia đình hoặc bạn tự đọc về nó. Còn đầu tư sản xuất thì bạn cũng thế, bạn không hiểu thế nào là một dự án, khi nào đánh giá ra cái hiệu quả ra làm sao thì bạn chết ngay. Cho nên thất bại ê chề của doanh nghiệp Việt Nam đó là rất nhiều em phụ trách doanh nghiệp nhưng cầm bảng cân đối, cầm ngược, không thể kinh doanh được. Cho nên là chuẩn bị cái kiến thức đầu tư nha. Như vậy trong tay tôi, bạn tưởng tượng này, mục tiêu không cao, tài chính có tí tẹo, có tới đâu chơi tới đó, sau này mở rộng. Và kiến thức về lĩnh vực này tôi cũng có một mớ, không có thì tôi hỏi. Cho nên là nhiều bạn mail cho tôi lắm và tôi chỉ cho. Bây giờ tiếp tục bắt đầu lên kế hoạch đầu tư. Và cái kế hoạch này phải rất chi tiết. Một, có cần không? Tức là nhà nước người ta có cho làm lĩnh vực hay không? Cấm tuyệt không đâm đầu vào lĩnh vực nhà nước không cho làm nhá. Thứ nhì là có khả thi chưa? Ui dồi, khả thi này nó nhiều mặt lắm, nhưng mà cái tư tưởng cách nghĩ nó thế. Và thứ ba đó là có hiệu quả không? Hiệu quả có cao nhất trong cái lĩnh vực không? Thứ tư đó là dự án kỹ thuật cụ thể. Em có ý tưởng là em nuôi vịt rồi xong, vịt là không ai cấm, khả thi không? Thừa sức. Em vừa làm sinh viên, em vừa mua hai con về nuôi ở sâu ký túc xá để thử xem bài giảng của Thường Dương có ý nghĩa gì không. Vậy hiệu quả không? Mẹ có hiệu quả, mỗi con là nuôi 6 tháng mỗi con lãi 10.000 mày chết, đúng không? Dự án kỹ thuật là em nuôi hai con thôi, chưa nói 4 con. Và thứ cuối cùng đó là tiến độ thực hiện. Bạn phải làm rất là chặt. Tất cả các dự án của chúng ta bể nặng. Dự án đánh bắt xa bờ bể, dự án mía đường bể, dự án tin học 112 cấp chính phủ bể. Chỉ cần một tí tẹo thôi là nó bể. Cho nên các bạn không tính kỹ là các bạn thua. Thì người ta gọi là cái bước lập kế hoạch đầu tư thật chi tiết. Xong bạn ngồi bạn phản biện, không phản biện thì nhờ người khác phản biện. Nghĩ đi nghĩ lại, muốn chết không chết được nữa thì lúc ấy mới ăn được. Tôi nói một ví dụ. Lần đầu tiên tôi lập kế hoạch cho tôi, đó là tôi làm một cái dự án ở Lâm Đồng cùng với cơ quan ông Anh thôi. Thì cái này máy nó chạy, thì cái dự án này sản phẩm lãi gấp 4. Và bọn tôi nhập cái máy lúc ấy là đời máy 2003. Và để điều khiển được cái máy này thì cái cỗ máy đời sau 2000, tất cả các máy công cụ một nửa điều khiển bằng vi tính hết, một nửa là nó thao tác bộ cơ. Thế thì tôi nghĩ là đơn giản, tính khả thi. Rồi xong hết rồi, máy chạy do, nhưng mà mua máy về không một ai biết ấn nút trong 90 triệu dân, tức thế. Cuối cùng đành phải lên mạng là thuê công nhân nước ngoài. Chưa kịp thuê thì may quá, thế là gặp hai anh chàng học ở Đức về, mà Đức là số 1 về máy công cụ, học chuyên về máy. Rồi ôi, thuê giá cao, về bấm nút chạy băng băng băng, chạy do, các bạn ơi, quả này thắng ngon lành rồi. Nhưng chỉ đường tuần, vì ở trên Lâm Đồng con muỗi nào nó to bằng ngón tay út ấy. Người như tôi làm gì còn máu đâu mà nó chích. Hai thằng ở Đức về toàn nó là bơ sữa, nó nhào vô nó chích. Được đúng một tuần lên cơn sốt rét rồi. Mà bạn chưa hình dung là sốt rét nó kinh lắm. Bọn tôi phải kê cái giường bạt ở cạnh máy, ấn đi con, ấn đi, chứ cái mặt tao biết gì đâu mà ấn. Mà tay nó cứ run. Tôi giữ tay này, cái nút đỏ không ấn vào nút trắng máy chạy ngược. Cho nên là tôi phải trả giá cực đau. Cuối cùng phải về bệnh viện Thống Nhất thuê nguyên cái xe 15 chỗ lên để một cái bệnh viện di động luôn, là hai ông bác sĩ. Mẹ lên nó cầm cái ống chích to như ống chích trâu, chích con. Mà cái thuốc nó hay lắm nha. Chích xong cái là em ru à, lại ấn.
mà cái bệnh sốt rét nó còn hay hơn đấy, chỉ ấn được vài cái ông lại rồi lại chích. Thấy chưa? Cho nên là các bạn thấy không dễ tí nào. Tôi mới được huyện ủy huyện Củ Chi lâu lắm rồi. Một cái anh ở bên huyện ấy, anh ấy nhờ tôi là bà con có 20 hectare đất này, bây giờ anh xuống tôi cho anh làm tài chính cá nhân ấy. Bây giờ trồng cây gì? Mà tôi biết gì nông nghiệp đó. Nhưng mà đứng về phương pháp thì mình không sợ. Làm việc với ban nông nghiệp huyện thì họ nói là ở đây chỉ trồng được cây mía với cây dứa. Ok, chơi luôn. Đáng lẽ là làm dự án trồng một cây thôi, nhưng tôi trồng cả hai xen canh luôn. Cuối cùng nó lên đẹp như mà dự án như thế nào thì cây nó lên như thế. Thắng đến nơi rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng cái ý tưởng kiếm tiền ấy, chuẩn bị kế hoạch đầu tư mà không cẩn thận là chết đi. Cho nên tại sao nó bể hết là thế. Sát đến ngày thu hoạch thì các bạn tưởng tượng cái diện tích nó 20 hectare thế này. Mà là ở trong làng nhà người ta, mía nó lên, cây dứa nó vàng 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 rực, cứ đẹp lắm. Thế là cứ thế là dân làng nó vào nó thu hoạch dùm. Các bạn nhục như con chó. Mà trong kế hoạch tôi đâu có lường đến chi phí mất cắp đâu. Tức quá, thế là bắt đầu về lại phải lập mấy cái trạm. Đấy, mấy cái trạm bằng tre ấy. Tôi không biết vẽ đại khái nữa thế. Thế giờ thuê dân quân gác, tại vì chỉ thu hoạch mất tuần là xong thôi. Chỉ cần một tuần nữa là xong rồi. Thế là cuối cùng nó là thuê xong rồi, cái ngu nó trông như cái ngu. Tại vì cái người mà bảo vệ đó chả nhẽ tôi lại thuê từ Sài Gòn xuống. Thì Củ Chi nó cách Sài Gòn mấy chục cây, phải thuê dân quân nhà người ta. Thế là nếu cái quả dứa nó lấy khó lắm, lúa nó lại lấy được quả này á, buổi tối nó dứa nó cái lá đâm vào tay. Thứ hai là không biết trái nào chín trái nào xanh. Cuối cùng thuê dân quân nó chơi cái đèn pin Trung Quốc, ba pin con thỏ thế này, nó đứng ở trên toàn người làng nhà nó chứ đâu. Nó bảo không phải đi đường kia, đi đường này, không phải trái đó, trái này mới chín này. Mẹ thuê xong tỷ lệ mất cắp 70%, không thuê 30%, nhục như con chó. Và tôi không tin những ý tưởng của các bạn thanh niên sẽ làm được. Trừ phi cái kế hoạch đầu tư phải làm cẩn thận đến từng chân răng. Và có những dự án của Trung Quốc nó phải hoãn tới 5 năm. Chỉ vì cái bộ phận quản lý hành chính của nó chưa biết tiếng Hàn. Nó dạy 5 năm tiếng Hàn Quốc thật giỏi, bắt đầu nó mới triển khai với Hàn Quốc. Hoãn 5 năm còn hơn là làm bể. Cho nên bạn cứ từ từ. Chứ nếu không là bạn cứ xông vào, tuổi trẻ xông vào là chết. Đúng không? Và kết quả là các bạn thấy là tôi còn đúng 3 phút nữa. Và với 3 phút này tôi nói tiếp với bạn là như vậy, kế hoạch đầu tư phải ngon, đúng không? Thế thì đến đây là bắt đầu triển khai đầu tư. Nhưng còn hai nội dung, mỗi nội dung 1 phút rưỡi thì tôi chia sẻ thế này. Thứ nhất, nếu anh không có kỹ năng đầu tư thì anh cứ gửi tiết kiệm, rồi anh ủy quyền cái tiền ấy cho người đầu tư chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chuyên nghiệp chính là các quỹ đầu gì ạ? Nhá. Còn bạn đừng cố tự làm. Mà nếu muốn tự làm thì bạn phải có 3 cái năng lực sau đây. Kiểm tra. Có 3 năng lực thì ông mới chơi đầu tư tài chính cá nhân. 1. Đó là năng lực tìm cơ hội. Bạn phải rất nhạy. Chứ còn bạn thật thà như đếm thì khó lắm. Như vậy bạn không có độ nhạy với thị trường ấy, đâu có xấu. Vì mỗi người có 1 năng lực ấy. Nhá. Bạn hút vào là bạn chết thì không phải sở trường của bạn nhé. Có năng lực đi hát thì tham gia Việt Nam Idol nhé. Thứ hai á, là cố gắng phải làm được cái điều mà người khác không làm được. Tuyệt đối không được kêu khó. Khó thì nói chuyện nó quậy nữa. Tức là bạn phải có một cái năng lực tháo vát, chịu kham, chịu khổ. Yếu tố 1 là độ nhạy, yếu tố 2 là lăn lộn. Bạn không chịu được bạn đừng làm. Và nhân tố thứ 3 nó tổng kết trong đầu tư cá nhân ấy, đó là bạn phải tập hợp được xung quanh bạn một số người, đặc biệt là những người mà trên bạn, những người bạn thấy là rất là thông minh. Chứ còn bạn đơn phương độc mã, tôi khẳng định bạn thua. Đấy, có 3 dữ kiện đó thôi. Rất là máu lửa, độ nhạy có, rất tỉnh táo, và xung quanh bạn phải có sư phụ đấy nhá. Chứ còn bình thường không. Đây là kiến thức của tôi. Đây là tôi lấy kiến thức của nhân loại, nó bị đạn rồi, và tôi là người truyền giáo thôi. Cái chia sẻ thứ hai, còn 1 phút rưỡi nữa tôi nói thế này.
để có một cục tiền nhỏ nhỏ cho sinh viên đầu tư thì người ta có những cách nào? Thì cách thứ nhất là mỗi ngày lấy ra một số tiền nhỏ nhỏ vứt vào một cái tài khoản nào đó, hồi vứt vào cái ống tre đi, bạn sẽ có. Cách thứ hai đó là tôi không vứt tí nào cả, mà tôi đến tôi về tôi kiểm soát lại tất cả các hạng mục chi tiêu. Thế nào bạn cũng thấy có bốn hạng mục không hợp lý, cầm luôn cả bốn cục đó vứt vào ống tre chứ không vứt từng ngày. Đấy là cách thứ hai mà nhân loại nó làm được. Cách thứ ba đó là em cho một đồng tiền con sinh lời liên tục thì em sẽ có. Tức là gì? Tôi tiết kiệm được có 200, được có 2 triệu ấy. Tôi bắt 2 triệu ấy sinh lời dần dần. Đúng không? Cách thứ ba, đó là cách thứ tư, đó là tôi tiến hành giữ gìn tài sản cho nó thật bền. Thì tự nhiên nó rơi ra khoản tiền nào đó. Cách thứ năm, đó là tôi đi làm thêm. Tức là gia tăng khả năng kiếm tiền của tôi lên. Bằng cách lẽ ra tôi ngủ 10 giờ, bây giờ 12 giờ tôi mới ngủ, tôi dịch sách thêm, có thế thôi. Phương pháp thứ 6 là tôi tạo ra được tiền, đó là tôi đặt mức phấn đấu. Người ta cứ đặt mức phấn đấu là bằng mọi giá cái tháng này phải làm được cái này, thì tự nhiên bạn xoay sở được bằng tiết kiệm hoặc bằng phấn đấu, đúng không ạ? Thì có 6 cái cách để bạn tạo được cái vốn con ban đầu, sau đó mình tập đầu tư, đúng không ạ? Cái đoạn này nghe có vẻ lý thuyết nhưng mà rất tiếc nó không lý thuyết đâu. Nhưng bạn luôn luôn chú ý một điều nguyên tắc tột đỉnh là thế này. Để có được thành công thì điều cuối cùng mà tôi muốn truyền tải đến các bạn đó chính là ý chí. Đúng không ạ? Cho nên bác Hồ nói không có chật câu nào cả. Mà bác nói mà bạn không tiêu hóa tiếc quá. Phải lì như trâu á. Ngã bạch xuống đứng dậy. Đoàn quân cứ đi mặc dù chó cứ sủa. Chó sủa mình cứ phải đi. Cái thứ hai là thái độ lao động. Đằng sau thành công không bao giờ mà không có bóng dáng của lao động. Lười như hủi là chết ngay lập tức. Điều thứ ba đó là phương pháp luận. Đừng có bao giờ hùng hục như con trâu đó. Trước khi làm cái gì nghĩ đã. Đi đường nào ngắn nhất ta đích làm nữa. Phải nghĩ, phải nghĩ ngược lại cái người ta làm. Con gái gì mà đi khều con trai, khều đã sao? Cho nên là ai tỏ tình trước chả được, không có một cái mặc định nào ở đây cả. Đúng như thế. Về mặt phương pháp luận ấy, thế bảo tại sao thầy giảng thầy không dùng đèn chiếu? Không, đèn chiếu đối với tôi là dùng cho những anh chàng ấy mà không nhớ bài, có thế thôi. Đi dài một đống lên. Thế tại sao lại phải làm? Người ta có rất nhiều cách. Thế tại sao mà mình thuận tay trái mà mình lại cứ đè mình ra viết tay phải là sao? Không, để nguyên tay trái vì não trái của mình nó phát triển tốt hơn. Đúng không? Và cái cuối cùng đó là có một chút thông minh. Một chút thông minh. Nhá, một chút cảm xúc. Một cái là IQ và một cái là EQ. Tức là tính người một tí. Bạn có bốn cái này mà bạn không thắng trên mọi trận địa, tôi đâm đầu tôi chết liền. Bây giờ bạn thử kiểm điểm xem các bạn có mấy cái. Thứ nhất, ý chí chưa được kiểm chứng. Thứ hai, thái độ lao động lười. Thứ ba là phương pháp luận cái bé tới đâu chơi tới đó. Thứ tư, rất là thông minh. Thế là còn thiếu hai cái. Đúng không? Hết sức tỉnh đòn mới được. Thì làm sao được, tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi. Chứ còn tự bạn phải vận dụng xong bằng trải nghiệm. Đến khi tôi về hưu, bạn lại lên diễn đàn này, xong bạn dạy lại thế hệ trẻ chứ. Đúng không? Và đấy là cái phần chia sẻ của tôi. Tức là ở trên này đứng nói nó tức lắm. Vì còn nhiều vấn đề cần nói lắm, nhưng mà làm sao được. Thời gian nó bị hết mất rồi. Cho nên là lời cuối cùng thì cực rất là cảm ơn các bạn này. Với sự có mặt rất là đông động viên tôi. Thái độ nghe thì cực kỳ là gương mẫu. Mà nhìn thấy chẳng nhẽ tôi đàn ông tôi lại khóc. Vô cùng cảm động. Xin cảm ơn.